lời Chúa theo Thánh Gioan chương 14 câu 23 tới câu 29. Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, Cha thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha thầy và thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến thầy thì không giữ lời thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai thầy. Các điều đó thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ đến nhân danh thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe thầy bảo, thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến thầy thì hẳn anh em đã vui mừng vì thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn thầy. Bây giờ thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói: Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban cho anh em bình an của thầy. Lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong diễn từ biệt ly có một ý nghĩa hết sức quan trọng cho các ông. Những hành động và lời tiên báo của Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, như quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, loan báo việc Giuđa sẽ bán nộp người, việc thầy trò sắp chia ly, vân vân, làm cho các ông cảm thấy bối rối và thậm chí sợ hãi. Chính lúc này, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin và động viên để các môn đệ không nản lòng mà vẫn bước theo người. Chúa ban bình an cho các môn đệ của mình, bình an mà chỉ có những người môn đệ trung tín, yêu mến thầy Giêsu mới có được. Cuộc sống của mỗi người chúng ta không ít lần cũng phải đối diện với những nỗi sợ hãi và bối rối. Chúng ta sợ hãi khi chứng kiến sự lan tràn của sự dữ và cái ác trong thế giới này. Lúc như thế, hãy lắng nghe lời của Chúa Giêsu, hãy cảm nhận sự quan phòng yêu thương của Người và hãy đón nhận ơn bình an mà Người ban cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để chúng con luôn biết yêu mến và tuân giữ lời Chúa. Ngõ hầu chúng con luôn được sống bình an giữa cuộc đời đầy những biến cố thăng trầm này, và mai sau được cùng Chúa hưởng vinh phúc trong nhà Cha trên trời. Amen.